Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà Đẹp An House. Và tiếp tục hôm nay mình xin được chia sẻ cho các bạn một cái mẫu nhà cấp 4 gác lửng các bạn nhé. Đây là công trình mình đang làm cho bạn Đoàn Hậu Trường ở Hà Tĩnh. Công trình này thì với công năng gồm có 3 phòng ngủ, một phòng thờ, phòng khách, phòng bếp liên thông nhau và có sân vườn phía sau. Diện tích đất nhà bạn Trường thì cũng khá là rộng, nhưng yêu cầu chỉ xây dựng trong phạm vi khoảng 6 nhân với 10 16 mét thôi các bạn nhé. Có chưa tính sảnh các bạn nhé. Thì mình đã lên cái phương án là kiến trúc đã xong và đang làm triển khai cái hồ sơ chi tiết thì gọi để bạn Trường thi công. Nếu như các bạn mà xem thấy cái mẫu này nó phù hợp với nhà các bạn thì các bạn có thể liên hệ với bên mình có thể tư vấn cho các bạn. Chúng ta sẽ xem ngôi nhà này có những gì. Thì như các bạn thấy thì là mặt tiền ngôi nhà chúng ta đặc trưng là mái Thái. Mái Thái thì chúng ta có một cái sảnh phía trước này. Ngoài ra chúng ta có một cái sảnh phụ phía sau để chúng ta đi vào lối bếp và khu phía sau. Với diện tích rất là rộng thì chúng ta sẽ có một cái lối để ra sân vườn phía sau này các bạn nhé. Thì trên tầng 2 chúng ta có một cái ban công ở đây từ cái phòng thờ đi ra. Chúng ta sẽ có một cái mái. Chúng ta có thể làm mái kính cường lực hoặc chúng ta làm mái nhựa các bạn nhé. Thì chúng ta để che mưa cho cái khu vực này. Hoặc là chúng ta có thể làm giàn hoa, chúng ta trồng hoa đây rồi cho hoa bám lên trên này thì vẫn là rất là đẹp. Thì chúng ta mặt tiền thì làm rất là đơn giản thôi, mái Thái và chúng ta điểm một vài điểm nhấn ở vị trí này. Chúng ta xem bên trong có những gì nào để cho các bạn dễ hình dung. Chúng ta sẽ xem một 3D. Văn 3D thì công trình bên mình thì thường làm thì khi làm thì đều có mặt bằng 2D và 3D để cho các bác thợ và chủ nhà dễ theo dõi trong quá trình thi công. Thì bên mình làm thì là quá trình làm hồ sơ và thiết kế thì đều trên 3D và mô phỏng quá trình thi công trước khi chúng ta mang ra thi công thực tế các bạn nhé. Nên là có vấn đề nào mà các bạn xem mà thấy nó chưa hợp lý hoặc chưa thấy đẹp thì các bạn có thể là điều chỉnh luôn trên này và chúng ta sẽ điều chỉnh luôn và thì nó rất là hợp lý trong tất cả các cái vấn đề chỉnh sửa, tránh chúng ta khi làm chúng ta phải đập dỡ và sửa nó mất rất là nhiều chi phí phát sinh các bạn nhé. Thì như các bạn thấy đây thì mình thì mô hình thì làm thì khi làm thì làm tất cả đều rất là rõ ràng, đầy đủ tất cả thống kê vật tư bê tông bao nhiêu, sắt thép như thế nào thì có rất là chi tiết để chúng ta đảm bảo là không bị phát sinh cái chi phí các bạn nhé. Như các bạn thấy đây là công năng của nhà này thì ở tiền sảnh chúng ta có một cái sảnh ở đây. Vào phía trong chúng ta có một cái phòng khách. Phòng khách này thì có khoảng 25m² các bạn nhé. Đây, phía tường này chúng ta để tivi, cái mảng tường này để trang trí để lại. Còn nếu như các bạn mà không để tivi đây thì phải làm mở cả ô kính ở khu vực này rất là rộng và thoáng. Kế tiếp là chúng ta sẽ có một cái cầu thang lên tới gác lửng. Sau phía sau cầu thang là chúng ta sẽ có một cái bàn ăn và khu bếp ở trong này. Khu bếp này và hành lang này nó khoảng 30m² các bạn nhé. Kế tiếp là phòng ngủ, chúng ta có phòng ngủ 15m². Phía sau chúng ta có một sân nước, khu phơi đồ, máy giặt và một khu vệ sinh. Vệ sinh này chúng ta có vệ sinh khoảng 6m². Chúng ta sẽ để vị trí cái máy giặt góc này rất là thuận tiện trong vấn đề chúng ta sinh hoạt và phơi phóng đồ các bạn nhé. Phía sau chúng ta có một cái cửa ra ngoài phía sau để ra khu sân vườn và có một cái cửa sổ ở đây chúng ta lấy gió và thông thoáng cho cái ngôi công phòng này. Phòng ngủ chúng ta có một cửa sổ mở ra đây và cửa sổ phía sau. Đấy, rất là thoáng. Rồi chúng ta sẽ lên tầng 2. Thế lên tầng 2 chúng ta sẽ có gì? Lên tầng 2 chúng ta sẽ có, để lên tầng 2 chúng ta sẽ lên cầu thang 17 bậc các bạn nhé. Theo đúng cái phong thủy và cái chiều cao bậc thì chúng ta làm chiều cao tầng lửng khoảng 28-3m. Đấy, thì tương đương với chiều cao bậc từ 16,5cm đến 17cm các bạn nhé. Thì nó chuẩn ba đỏ theo phong thủy, lỗ ban. Phòng thờ chúng ta sẽ có một cái vị trí phòng thờ ở đây. Thì nhiều các bạn hay lo lắng về cái vấn đề là phòng thờ ở trên bếp, nhưng thực ra bếp mình bố trí nó xa cái vị trí ở bố trí bàn thờ các bạn nhé. Đây để cho bạn nhìn thấy rõ, đây phòng thờ đấy các bạn này. Phòng thờ chúng ta không kê phạm vào vị trí nào cả, bếp chúng ta để vị trí trong này đó.
Và phòng thờ chúng ta để vị trí giữa này các bạn nhé. Đó, thì chúng ta để vị trí rất là gọn gàng, trang nghiêm. Đó. Đây thì chúng ta lên trên này chúng ta có hai phòng ngủ. Đó. Và một vệ sinh. Đó, rất là gọn gàng và đẹp. Đây, đó như các bạn thấy đây. Thì phòng thờ chúng ta vị trí này có một cái bậc cửa ra ngoài ban công để chúng ta lấy ánh sáng và thông thoáng khi chúng ta thắp hương. Đấy. Hoặc chúng ta có thể mở thêm một cửa sổ vị trí này thì cũng được, không vấn đề gì cả. Đó, thì chúng ta sẽ có hai cái phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này 12m² và phòng ngủ này 11m². Đó, thì cái bố trí nội thất này thì mình đã bố trí sẵn rồi, nên là các bạn chỉ việc là làm theo cái mình đã sắp xếp thì rất là đẹp. Đó, thì trên phòng ngủ này chúng ta sẽ có một cửa sổ và một cửa đi ra ngoài ban công này. Còn phòng ngủ này chúng ta sẽ có hai cửa sổ mở ra ngoài để ánh sáng và thông thoáng cho phòng, nên là phòng chúng ta rất là thông thoáng các bạn nhé. Vệ sinh phía sau vệ sinh này chúng ta sẽ có một cái vệ sinh ở đây, đầy đủ chậu rửa, xí và vòi sen. Chúng ta sẽ có một cửa để thông thoáng cho phòng vệ sinh ở trên vị trí này, đó để giúp cho phòng vệ sinh được luôn được thông thoáng và khô ráo các bạn nhé. Đấy, chúng ta làm nhà chúng ta lưu ý là cái vấn đề thông thoáng trong ngôi nhà thì đảm bảo được là ánh sáng và thông gió được tốt, thì các bạn luôn có cửa để giúp cho ngôi nhà được thông thoáng các bạn nhé. Đấy. Thì đây là tổng quan của ngôi nhà này. Thì nếu như các bạn mà có nhu cầu về thiết kế thì hãy liên hệ với bên mình để bên mình có thể tư vấn cho các bạn chi tiết hơn các bạn nhé. Cái nước và năng lượng mặt trời chúng ta để vị trí sau mái này thì chúng ta rất là gọn gàng và đẹp. Đó. Thì trên đây là tổng quan của nhà của bạn Đoàn Mộng Trường. Các bạn nếu như bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với bên mình sẽ làm với cái chi tiết nhất, hồ sơ chi tiết nhất và chi phí cũng rất là tốt các bạn nhé, chi phí rất là rẻ so với thị trường. Đó, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.